29 năm gần 3 thập kỷ, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã cất cánh bay cao tới bầu trời của sự hưng thịnh và lớn mạnh không ngừng. Mỗi bước tiến lên của tập đoàn khẳng định được hướng đi đúng đắn. Sự phát triển của tổ chức nhanh chóng vượt xa hơn quy mô ban đầu, tạo nên một hành trình đầy tự hào theo dòng chảy của lịch sử trong suốt 29 năm qua. Ngày 28 tháng 11 năm 1993, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á chính thức thành lập và trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên cung cấp bồn inox. Bước đi này đã đánh dấu bước ngoặt tiên phong trên thị trường, không chỉ làm thay đổi tư duy về các trữ nước sinh hoạt của mỗi gia đình, mà còn là kim chỉ nam, là khởi nguồn cho dòng chảy của Tân Á Đại Thành trong suốt 29 năm hình thành và phát triển. Năm 1995, sản phẩm chủ lực tiếp theo của tập đoàn ra đời, đó là bồn nhựa. Đây là loại bồn nước mang tính đột phá bởi sự phù hợp với tất cả các nguồn nước như nước nhiễm mặn, nhiễm phèn. Năm 2002, khi các thiết bị dùng năng lượng mặt trời đã nhanh nhóm xuất hiện tại Việt Nam nhưng mới chỉ ở dạng nghiên cứu, Tân Á Đại Thành đã tiên phong sản xuất thành công máy nước nóng năng lượng mặt trời, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng năng lượng bền vững trong cộng đồng. Năm 2005, Tân Á Đại Thành ra mắt hai sản phẩm quan trọng là bình nước nóng và chậu dừa. Cho đến nay, bình nước nóng Rossi là niềm tự hào của Tân Á Đại Thành khi chinh phục cả thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2007, cùng với ý chí thống nhất của ban lãnh đạo, ba công ty Tân Á, Nam Đại Thành, Tân Á Đông đã hợp nhất thành tập đoàn Tân Á Đại Thành. Sự kiện này đã cộng hưởng sức mạnh để Tân Á Đại Thành có bước phát triển bậc cao của tổ chức, đó là mô hình tập đoàn. Năm 2008, khát vọng vươn tầm quốc tế đã được hiện thực hóa khi nhà máy Tân Á Đại Thành tại Lào chính thức đi vào hoạt động, mở ra một giai đoạn mới của một tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2015, sự kiện ông Nguyễn Duy Chính được bổ nhiệm Tổng Giám đốc tập đoàn đã đánh dấu bước chuyển giao giữa hai thế hệ lãnh đạo của Tân Á Đại Thành. Sản phẩm ống nhựa Strowman ra đời là một mắt xích quan trọng trong việc kết nối các sản phẩm, hoàn thiện trọn vẹn bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước. Nhà máy ống nhựa Strowman Hưng Yên là nhà máy ống nhựa đầu tiên đi vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư lên đến 70 triệu đô la Mỹ. Năm 2016 cũng là năm ghi nhận tổng sản lượng các sản phẩm bình nước nóng, bồn inox và bồn nhựa. Máy nước nóng năng lượng mặt trời của Tân Á Đại Thành chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam. Năm 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng giải vàng chất lượng quốc gia cho tập đoàn Tân Á Đại Thành. Dấu mốc này đã ghi nhận Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực kim khí gia dụng và thiết bị ngành nước được vinh danh ở cả hai giải thưởng Thương hiệu quốc gia và Chất lượng quốc gia. Năm 2018, đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Tân Á Đại Thành đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự đóng góp của Tân Á Đại Thành, một trong những hình mẫu của tập đoàn kinh tế tư nhân tiêu biểu. Năm 2019, Tân Á Đại Thành chính thức mở rộng hoạt động kinh doanh sang một lĩnh vực mới, lĩnh vực bất động sản với thương hiệu Mayland và ra mắt dự án đầu tay đại đô thị May Homes Capital Phú Quốc. Bước sang năm 2020, công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang với 5 công ty thành viên đã sáp nhập vào tập đoàn Tân Á Đại Thành. Năm 2022, tập đoàn Tân Á Đại Thành một lần nữa được công nhận là thương hiệu quốc gia lần thứ 5 liên tiếp trong vòng 10 năm qua. Sau quá trình tái cấu trúc, tập đoàn đã kịp thời có sự điều chỉnh định hướng. Cùng với sự thành lập của Tổng công ty công nghệ cao Tân Á Đại Thành, tập đoàn chính thức có 4 tổng công ty TDK, TDU, TDT và TDR. 3 trụ cột chiến lược của tập đoàn được cơ cấu mới và củng cố hoàn thiện là sản xuất công nghiệp, công nghệ cao và bất động sản. Chào đón một hành trình mới, người Tân Á Đại Thành ngày hôm nay đang mang trong mình một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nguồn năng lượng đó được hun đúc và bồi đắp suốt 3 thập kỷ, để rồi giờ đây lan tỏa và tiếp nối cùng với niềm tin yêu kỳ vọng ở tương lai. Tân Á Đại Thành nhờ đó mà có thêm những sức bật mới để chuyển mình thành một hình hài mới năng động hơn, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn trước dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm phát triển của tập đoàn.